Xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về giá heo hơi từng ngày. Dự báo giá heo hơi ngày 9 tháng 4 giảm nhẹ tại miền Bắc và miền Trung, riêng miền Nam ổn định, sau khi tăng từ 6.000 đến 8.000 đồng trên ký. Giá heo hơi hôm nay ghi nhận tăng trở lại, từ 6.000 đến 8.000 đồng trên ký tại các tỉnh miền Nam, trong khi miền Bắc và miền Trung tiếp tục đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Liên quan đến việc giá heo hơi đã hạ mà thị trường thịt bán lẻ vẫn cao. Tại buổi làm việc với 15 doanh nghiệp chăn nuôi, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, để đưa heo hơi từ trại ra tới thị trường mất rất nhiều chi phí, chiếm gần 40% giá thành thịt. Đây chính là nguyên nhân khiến giá thịt heo ngoài thị trường thời gian qua neo cao. Trong khi đó, theo ý kiến các doanh nghiệp, việc giảm giá thịt heo không chỉ dựa vào mỗi doanh nghiệp chăn nuôi, mà phải có biện pháp đồng bộ từ chuồng trại tới siêu thị, chờ bán lẻ, như vậy mới có hiệu quả trong việc giảm giá một doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong ngành cho rằng thương lái đang ăn lãi quá cao. Doanh nghiệp vừa xuất bán heo tại chuồng, đưa ra khỏi trại thương lái, đã có thể bán cao hơn trang trại xuất bán, tới 10.000 đồng trên ký heo hơi. Giá heo hơi miền Bắc dự báo ổn định, khả năng giảm 2.000 đồng xuống mức 76.000 đồng trên ký tại Hưng Yên, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội. Lào Cai giảm 1.000 đồng xuống mức 74.000 đến 75.000 đồng trên ký. Yên Bái ổn định với mức cao nhất khu vực với 80.000 đồng trên ký. Các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 76.000 đến 77.000 đồng trên ký. Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên dự báo giảm nhẹ. Tại Thanh Hóa, Nghệ An khả năng giảm 1.000 đồng xuống mức 75.000 đồng trên ký. Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa giảm 2.000 đồng trên ký xuống mức 73.000 đồng trên ký các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 76.000 đến 77.000 đồng trên ký. Giá heo hơi miền Nam dự báo không có biến động mạnh. Cao nhất khu vực là Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh với 79.000 đồng trên ký. Tại Bình Phước, Cần Thơ, Tiền Giang, giá heo hơi thấp hơn, hiện ở mức 78.000 đồng trên ký. Thấp nhất khu vực với 70.000 đồng trên ký, thuộc về Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu các tỉnh thành còn lại, giá heo hơi chủ yếu dao động ở mức 75.000 đến 76.000 đồng trên ký.